đúng ra thì lại đang bánh canh thì làm ơn nói giá giùm. Tôi cũng chào giá đàng hoàng tử tế chứ đâu phải mình bán đại bán đùa đâu. Mình bán đơn mà người ta đập vô mặt chứ ở đó mà người ta bóc tiền người ta trả cho mình. Trời ơi, bánh canh 300 ngàn làm dữ vậy. Trời ơi, tôi đâu có làm gì dữ đâu. Hay tiền nào nó của nấy. Chứ cái bánh canh, sáu bánh canh mà tới 300 ngàn dữ vậy, cái câu nói đó hoài. Gần đây ở Sài Gòn đang hot bởi món bánh canh cua 300.000 đồng. Quán không biển hiệu, bán vỉa hè ở đầu con hẻm 360 đường Phạm Văn Chí, quận 6. Cộng đồng mạng kháo nhau tìm đến để ăn thử tô bánh canh 300.000 đồng có gì đặc biệt. Thực khách từ các quận huyện xa cũng tìm đến quán bánh canh vỉa hè 300.000 đồng để đứng xếp hàng chờ mua. Ngay trước quán bánh canh này đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông hỗn loạn bởi lượng khách kéo đến quá đông. Cảnh người đứng ngồi chờ tràn lan từ ngoài đường vào trong hẻm. Cuộc sống của nhiều người dân gần đó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Có người chờ cả giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa được thưởng thức. Nhiều người từ Mỹ, Canada, châu Âu cũng đọc được những thông tin hot về quán bánh canh 300.000 đồng ở vỉa hè Sài Gòn. Nên khi có dịp về nước thì lập tức tìm đến đây để thưởng thức ăn cho biết. Được biết, chủ quán bánh canh vỉa hè 300.000 đồng này là vợ chồng bà Loan, đã bán được hơn 30 năm nay. Khi thông tin về quán được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thì vợ chồng bà Loan cùng người nhà đã trở nên vất vả hơn. Nhưng được cái là buôn bán không kịp trở tay. Lượng khách kéo đến đông nghịch mà quán xá nào cũng thèm thuồng. Bà Loan làm quần quật, không kịp trở tay mà khách chờ đợi, hối thúc liên tục. Chồng bà và những người thân phục vụ mở hơi tai, liên tục phải nói lời xin lỗi đối với khách chờ quá lâu nhưng chưa đến lượt thưởng thức. Thực tế, trong tô bánh canh 300.000 đồng có gì mà hút khách đến như thế? Rất đông khách chờ để mua thưởng thức tô bánh canh cho bằng được. Chú đến lâu chưa mà 2 giờ mấy tới giờ? 2 giờ mấy hả? Ừ, 4 giờ mới mở mà. À, tại đi ngang đây rồi đầu cái đấy chưa tới rồi mới đi đảo vòng về lại. Mở cửa đi vòng vòng kiếm. Rồi chú mua mấy bịch mang về? 6 bịch. 6 bịch mỗi bịch là bao nhiêu tiền chú? Bịch này là giò heo thôi mà 50. Giò heo không? Số tô là 300 ngàn đó. Này này sao con 6 tô này chú? Bao nhiêu chú? Giò heo không tí 50 còn cái khác. Chú của con 6 tô. Bỏ đủ thứ hay gì? Không không không, cái này chú con đi. Cái này giò heo không? Tại cua không? Nhà có. Kinh. Theo bà Loan, chủ quán chia sẻ, tô bánh canh mà quán vỉa hè của bà bán đều là từ các nguyên liệu tươi sống như tôm, càng cua, chả viên, thịt, giò nạc heo. Do chính tay bà chọn từ thứ ngon nhất. Thực tế là bánh canh bà bán có mức giá cao nhất. Ví dụ như tô bánh canh thịt nạc chỉ 40.000 đồng, bánh canh giò và chả cá thác lát là 70.000 đồng, còn bánh canh chả cá thịt nạc là 80.000 đồng. Cao nhất là bánh canh cua 300.000 đồng, gồm đầy đủ các loại như cua, tôm, chả cá thác lát. Khách đến muốn ăn loại nào phải báo trước cho bà Loan hay người phục vụ biết để chế biến phù hợp với nhu cầu ăn và túi tiền. Để có những tô bánh canh ngon nhất phục vụ khách, vợ chồng bà Loan và người nhà phải thức khuya dậy sớm, cực kỳ vất vả mà ít ai biết. Cả gia đình quần quật để chuẩn bị nguyên liệu,
và đến 16 giờ chiều mỗi ngày thì đưa ra con hẻm để bán. Lượng khách đông đúc đã chờ sẵn, xếp hàng mua. Tuy nhiên khi mạng xã hội dậy sóng với quán bánh canh cua 300.000 đồng thì bà Loan cũng chưa hẳn vui vẻ trọn vẹn mà có những bức xúc khác. Đó là thông tin lan truyền trên mạng đã có nhiều ý kiến khác nhau. Vô phần thôi, anh chị em có một hình bức hay ở đâu hai bạn bè kể? Nghĩ sao mà một tô 300 ngàn? Nếu mà là ăn nó tươi ngon, cái gia vị nó được thì mình ăn nó xứng đáng giá tiền. Cụ thể có nhiều người nói rằng ăn tô bánh canh cua 300.000 đồng chất lượng là đáng đồng tiền bát gạo, nhưng cũng có không ít ý kiến lại chê quá đắt, chẳng chém và bỏ ra số tiền lớn như thế để ăn một tô bánh canh liệu có đáng không. Xung quanh những ý kiến khen chê đó, bà Loan cũng như chồng bà đều đặc biệt lưu ý. Nhưng có những lúc bà không kìm lòng được và có những bức xúc phân trần. Cái chuyện mà giá cả tôi không quan tâm mà tôi quan tâm cái chất lượng của đồ của tôi phải bán cho tôi như thế nào. Cho nên tôi mặn ăn với ai cũng bền bỉ là tại vì mình mặn ăn là phải có uy tín. Nói cho cậu nghe, nếu mình bán đơn mà người ta đặt vô mặt chứ ở đó mà ta bóc tiền ta trả cho mình. Đúng không? Dạ đúng. Thôi nói đơn giản vậy thôi à. Cái đó cái tối ngày cái nói đi tới đâu cái. Đây đi. Miếng này đi. Đi ra tới đâu cái. Trời, tốn trên 300 ngàn làm dữ vậy. Trời ơi, tôi đâu có làm gì dữ đâu. Nó xin lỗi chứ từ hộp đều. Cái đó hộp tiêu tôi cũng tự xay bán chứ tôi không mấy mua đồ chợ đâu. Bánh tôm đó, bánh tôm tự tôi bớt 20 ngàn đó vẫn ăn được rồi. Thậm chí 15 ngàn cũng vẫn ăn được rồi. Thì tiền nào nó của nấy. Chứ cái bánh canh, số bánh canh mà tới 300 ngàn dữ vậy. Cái câu nói đó hoài. Nó thiệt, thì già. Chung là khách yêu cầu bao nhiêu thì dì Loan bán bao nhiêu thôi. Thì như là người ta bằng lòng tôi đều đúng ra thì lại đây ăn bánh canh thì làm ơn nói giá giùm. Thì tôi cũng chào giá đàng hoàng tử thế chứ đâu phải mình bán đại bán đùa đâu. Đúng không? Dạ. Đó, cô thấy không, đi đâu có đồ mà nó tươi trong tới như vậy. Con đồ tươi hả? Dạ. Toàn bộ là đồ tươi ta mới giao tức thì lại đó. Cái này tôi nói đàng hoàng là giữ lạnh chứ không phải là đông lạnh. Cô Loan bán bánh canh này bao nhiêu lâu rồi cô Loan ăn? 30 năm. Dạ, hồi xưa là cô học được từ ai? Tôi tự kinh nghiệm, không học của ai hết. Dạ. Coi như là mình làm á, thì bữa nay mình có như bởi vì người ta mới nói là kinh nghiệm đó. Dạ. Như mình làm bữa nay mình thấy sai cái chuyện này mình sửa. Rồi cái qua bữa sau cái mình thấy cái sai chuyện kia sai thì mình sửa. Chứ ai mà dạy mình đâu. Đó, nó đông quá. Quỷ giùm em mới đông chạy. Không có bán một cái đâu, không có bán một cái đâu. Không thì một cái nhiêu tiền? Mua nhiều. Không cần ăn á. Hả? Không ăn. Dù khen hay chê thế nào đi chăng nữa, có một thực tế hiển nhiên là quán bánh canh cua vỉa hè ở đầu con hẻm số 360 đường Phạm Văn Chí, quận 6 vẫn đông đượm đượm khách, kéo đến chờ đợi mỏi mòn để được ăn tô bánh canh mà giá như bán ở nhà hàng cao cấp 5 sao. Phần nhiều đến để thưởng thức tô bánh canh cua 300.000 đồng nó ra sao, nhưng cũng có không ít người đã ghé ăn nhiều lần đâm ra ghiền. Còn ý kiến của bạn thì sao? Bỏ 300.000 đồng để ăn một tô bánh canh cua liệu có đáng không? Đã có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng có dịp bạn hãy cứ đến tận nơi, thưởng thức tận miệng thì mới biết. Có gì mà không trải nghiệm được chứ?